bạn, vậy là tôi đây. Sáng nay đang ngủ thì Nasco gọi ra lấy hàng. Không biết là cái gì cứ lóc góc mò ra, người ta vứt trở cái hộp như thế này. Không biết có phải là bom hay không. Chúng ta hãy cùng đập hộp ra để xem trong này là cái gì mà lại được bọc đen thui như thế này nhá. Không biết các bạn có đoán ra được đây là cái gì không? Các bạn có nhận ra đây là cái gì không nào? Vâng, chính là bộ phụ kiện của Osmo Pocket mà chúng ta đang chờ đợi bấy lâu nay. Từ khi Pocket ra mắt và không được kèm theo chân ốc 1/4 thì đã là một sự thiếu sót lớn. Chính vì thế mà anh em bốn phương luôn lùng sục những cách có thể kéo dài được con Pocket này ra. Nhưng mà mọi cố gắng thì dường như là không đem lại kết quả. Thì hôm nay nó đã có mặt ở đây rồi đây. Chúng ta hãy cùng đi mở hộp từng món xem là có những gì nhá. Đầu tiên thì hãy đi từ hộp nhỏ nhất đi. Nào, chúng ta hãy cùng xem trong này là cái gì. Ở đây thì chúng ta có một chiếc kẹp. Có lẽ đây là chiếc kẹp cho ba lô mà đã xuất hiện trong clip giới thiệu của Pocket. Chúng ta sẽ bắt vào nhau như thế này. Đó. Thiết kế thì khá là giống ở trên GoPro. Ngay cả cái mũ vặn này cũng thế. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhét Pocket vào đây. Đây, như thế này. Đó. Chắc là chút đi. Rồi bây giờ muốn sử dụng thì như thế nào? Chúng ta sẽ phải xoay cái này. Rồi. Đó. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần kẹp vào ba lô như thế này và di chuyển thôi, khá là tiện dụng phải không ạ? Tiếp theo ở đây chúng ta có đó là chiếc gá kẹp cho xe đạp hay là bất cứ cái gì mà kiểu tròn tròn như thế này mà các bạn muốn kẹp vào. Về cách sử dụng thì cũng không khác gì so với chiếc kẹp cho ba lô cả. Đầu tiên bạn sẽ phải nới hết chân ốc này ra. Đó. Nới ra hết cỡ và tháo luôn cả cái đầu này ra. Đó thì bạn sẽ tháo được ra như thế này. Sau đó thì kẹp vào bất cứ cái hình tròn mà bạn muốn. Ví dụ như là mình không có xe đạp thì mình có thể kẹp lên chổi lau nhà hay là ống nước chẳng hạn. Đấy là mình hơi bị ám ảnh dọn nhà ngày Tết thì thôi. Sau đó thì bạn sẽ lại vặn lại như cũ và siết nó lại. Đó, thế là xong. Kẹp vào. Riêng cái này thì chúng ta sẽ phải cần thêm một cái đầu nối này nữa. Sau đó thì mới kẹp được cái này lên. Nhét pocket vào. Đó. Thế là xong. Chúng ta cùng đến với phụ kiện khác nào. Còn khá nhiều điều thú vị ở phía trước. Ở đây thì tôi có một cái hộp cát. Cùng bóc nó ra xem nó là cái gì nào. Wow. Thực sự là nhìn nó tôi vừa cảm giác lạ lẫm lại vừa có cảm giác quen thuộc. Lạ lẫm là vì tôi chưa nhìn thấy một cái sản phẩm nào mang cái thiết kế như thế này cả. Còn quen thuộc thì thực sự thì không biết ai đã là người lên ý tưởng cho cái thiết kế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái khớp nối để các bạn có thể điều chỉnh. Đây như thế này. Đó. Bên dưới này sẽ có một cái nút cao su để hút vào kính trên ô tô. Đó, bạn sẽ có thể để đến đây. Đó, hút nó xuống. Vâng, rất là chắc chắn luôn. Đó, đây là một phụ kiện để kẹp trên chiếc xe ô tô của các bạn. Cùng sang đến phụ kiện tiếp theo nào. Ở đây thì chúng ta có một cái hộp. Đây chính là chiếc hộp đựng cầm tay để các bạn có thể bỏ pocket vào. Thế nên tôi thấy cái hộp này được làm bằng cao su, có vẻ như là khá chắc chắn. Và đặc biệt hơn là trong này chúng ta có một lớp nhung khá là mịn. Bạn có thể yên tâm mà để pocket của mình vào đây và không lo bị xước hay là bị va đập rơi vỡ nữa. Trong hộp thì có kèm theo một chiếc dây như thế này để chúng ta có thể dễ dàng đeo vào tay. Và một chiếc móc như thế này để có thể đeo vào ba lô hay là quần gì đó. Cũng đi đến hai món phụ kiện cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là hai chiếc gậy. Đây là hai chiếc gậy kéo dài dành cho pocket.
Thực chất hai cái gậy này cũng không có gì khác nhau cả, chỉ có là một cái thì sẽ chỉ là gậy kéo dài bình thường thôi, còn một cái thì sẽ kèm theo một cái chân tripod như thế này để chúng ta có thể để xuống đất để chụp ảnh cũng như là phơi sáng cũng như là time lapse. Nào hãy cùng khu hộp chúng ta xem trong này có những gì nhá. Mọi thứ được sắp đặt có vẻ như khá là ngăn nắp ở trong này. Đây, chúng ta sẽ bắt chân tripod vào như thế này. Rồi, khá là dài. Tôi mới lắp vào như này thôi mà tôi đã thấy khá là dài rồi. Dài ngang với cả cái gậy CLV bình thường trước đây mà tôi đã dùng. Để có thể nới nó ra thì chúng ta sẽ vặn nó ra như thế này. Đây, vặn ra và kéo lên. Đó. Đó. Sau đó thì vặn ngược lại để cố định nó lại. Thế là xong. Khá là dài đúng không? Phải nói là cái gậy này hoàn thiện khá là tốt. Khi mà tôi lắp như thế này thì nó vẫn rất là chắc chắn và không hề có một sự ọp ẹp nào cả. Cá nhân tôi thì tôi rất là thích cái chân tripod này bởi vì là bạn có thể cắm ở một chỗ và tha hồ chụp ảnh timelapse hay là hyperlapse hoặc là chụp ảnh gia đình. Nhóm bạn đông người chẳng hạn, bạn sẽ không còn phải một mình đứng cầm cái máy ảnh để chụp cho mọi người nữa. Sau đây tôi sẽ thử bắt chiếc pocket của tôi lên đây xem là nó sẽ như thế nào nhá. Đó, thế này. Khi bạn chụp ảnh nó sẽ là như thế này. Rất là ok phải không nào? Trên đây là những phụ kiện dành cho Osmo Pocket mà đang có sẵn tại Tokyo Camera. Bạn quan tâm có thể truy cập website tokyocamera.vn để tham khảo và đặt hàng sản phẩm hoặc nhanh chân đến trực tiếp cửa hàng để mua sản phẩm vì số lượng đang rất là có hạn thôi. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên để lại một like và subscribe để cho chúng mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.